Tôn giả xá lợi tử nói với thiện hiện. Đại Bồ Tát nào ở trong mộng thực hành bố thí, bố thí rồi hồi hướng vô thượng Bồ đề, Đại Bồ Tát đó là thật đem bố thí hồi hướng vô thượng Bồ đề của Phật chăng? Thiện hiện đáp. Bồ Tát từ thị từ lâu đã được thọ ký Đại Bồ đề, chỉ còn một đời chắc chắn sẽ làm Phật. Ngài rất giỏi trả lời tất cả những câu hỏi hiện đang ở trong hội này. Chúng ta nên thỉnh hỏi Ngài, bậc bổ xứ từ tôn chắc chắn sẽ trả lời khi ấy tôn giả xá lợi tử như lời thiện hiện nói cung kính thỉnh hỏi bồ tát từ thị bồ tát từ thị bảo lại thiện hiện tôn giả đã nói bồ tát từ thị có thể trả lời nghĩa này vậy những gì gọi là bồ tát từ thị vì danh có thể đáp vì sắc có thể đáp vì thọ tưởng hành thức có thể đáp vì hiển lộ có thể đáp, vì hình ảnh có thể đáp, vì không của sắc có thể đáp, vì không của thọ tưởng hành thức có thể đáp được chăng? Và lại, dành từ thị không thể đáp, sắc cũng không thể đáp, thọ tưởng hành thức cũng không thể đáp, hiển lộ cũng không thể đáp, hình ảnh cũng không thể đáp, không của sắc cũng không thể đáp, không của thọ tưởng hành thức cũng không thể đáp. Vì sao? Vì tôi hoàn toàn không thấy có pháp năng đáp, sở đáp, chỗ đáp, lúc đáp và do đây đáp cũng đều không thấy. Tôi hoàn toàn không thấy có pháp có thể nhớ, pháp được ghi nhớ, nơi ghi nhớ, lúc ghi nhớ, và do đây ghi nhớ cũng đều không thấy. Vì sao? Vì tất cả pháp bản tánh đều không, không sở hữu, không hài, không khác, bạn tìm rốt giáo, bất khả đắc. xá lợi từ hỏi Bồ Tát từ thị, pháp mà tôn giả đã nói là như sở chứng phải không? Đại Bồ Tát từ thị đáp, pháp tôi đã nói chẳng phải như sở chứng, vì sao về pháp đá chứng của tôi không thể nói được này xá lợi tử, tôi hoàn toàn không thấy có pháp đã chứng tự tánh có thể đắc như điều tâm nghĩ như lời đã nói. Này xá lợi tử, tự tánh của các pháp chẳng phải thân có thể chạm được, chẳng phải dùng ngôn ngữ có thể biểu thị, không phải ý để nghĩ. Vì sao? Xá lợi tử, vì tất cả pháp không có tự tánh. Khi ấy xá lợi tử suy nghĩ, Bồ Tát tử thể có tuệ giác thật uyên thâm, ngày đêm tu hành bát nhã và làm mật đa sâu xa mới có thể nói như vậy. Phật dạy. Xá lợi tử, như tâm ông đã nghĩ, Bồ Tát từ thị có tuệ giác thật uyên thâm. Ngày đêm tu hành bát nhã, bà làm mật đa sâu xa mới nói như vậy. Xá lợi tử, những điều ông nghĩ là đúng. Này xá lợi tử, ý ông nghĩ sao? Ông do pháp ấy mà thành A-la-hán và thấy được pháp ấy, có thể nói được không? Xá lợi tử thưa, bạch thế tôn không? Phật dạy, này xá lợi tử đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa pháp tánh đã chứng cũng như vậy không thể giảng nói này xá lợi tử đại bồ tát đó không nghĩ ta nhà pháp này mà đã được thọ ký đang được thọ ký và sẽ được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật Bồ Tát không nghĩ là do Pháp này sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đồng Bồ đề Đại Bồ Tát nào có thể thực hành như vậy? đó là hành bát nhã bà làm mật đa đại bồ tát nào có thể thực hành như vậy không sai nghi ngờ rằng ta đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề là đắc hay không đắc chỉ nghĩ thế này ta nỗ lực tinh tấn nhất định sẽ đạt quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì đã đối với sự giác ngộ được sức thù thắng Đại Bồ Tát nào có thể thực hành như vậy? Đó là hành bát nhã ba la mật đa. Này sát lợi tử, các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nghe pháp sâu xa không kinh kiếp, không sợ hãi, không hoảng hốt, không lo sợ, không chìm không đắm. Đối với sự chứng tóc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà cũng không sợ sệt, vì khẳng định tự biết ta sẽ chứng đắc. Này sát lợi tử, các Bồ Tát nếu ở nơi đồng trống vắng, có thú dữ ở cũng không sợ hãi, vì sao vì các bồ tát này muốn làm lợi ích cho các hữu tình nên xả bỏ tất cả những sở hữu trong ngoài thường nghĩ thế này nếu có quỷ ác và thú dữ vân vân muốn ăn nuốt thân ta ta sẽ thí cho để chúng được no đủ nhờ căn lành này làm cho ta bố thí và làm mật đa nhanh chóng được viên mãn sớm gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ta phải siêng năng tu tránh hạnh như vậy khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề trong cõi phật ta không có những loài bằng xanh quỷ đói này sát lợi từ các Bồ Tát đó nếu ở nơi đồng trống hoang vu có giặc ác cũng không sợ hãi. Vì sao? Vì các Bồ Tát này muốn làm lợi ích cho các hữu tình, nên xả bỏ tất cả những sở hữu trong ngoài, ưa tù những điều thiện đối với thất mạng tài sản không có sự tiếc nuối. Thường nghĩ thế này, nếu các hữu tình đua nhau đến cướp đoạt tài sản của ta, ta phải cung kính, vui mừng, thí cho họ. Hoặc nhân cơ hội đó họ hại thân ta, ta cũng không bao giờ sanh tâm sân hận, cũng chẳng phát sanh thân khẩu ý ác. Do nhân duyên này làm cho ta bố thí, tịnh giới, an nhẫn bà làm mật đa nhanh chóng được viên mãn, mau gần quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Ta phải siêng năng tu tránh hạnh như vậy, khi chứng các quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề trong cõi phật ta không có những giặc cướp oán hại do đó cõi phật ta vô cùng thanh tịnh cũng không còn các độc ác khác này sát lợi tử các bồ tát này nếu ở nơi đồng trống hoang vắng sa mạc khô cằn cũng không sợ hãi. Vì sao? Vì Pháp của Bồ Tát là như vậy, không có những sợ hãi. Thường nghĩ thế này, ta phải cầu học Pháp dứt trừ phát ái cho các hữu tình, không nên đối với điều này dành sợ hãi. Giả sử ta vì việc này mà đói khát đến chết, đối với các hữu tình nhất định không xả bỏ sự phát khởi tâm đại bi bố thí, nước Pháp nhiệm màu. Lạ thay, bảo phước thay, các hữu tình ở nơi thế giới không có nước, ta phải siêng năng tu tránh hạnh này, để khi chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề, trong cõi Phật ta không có những đồng trống ra mạc hoang vu cháy bỏng vì thiếu nước như vậy. Ta phải phương tiện khuyên nhủ, các hữu tình, tu phước nghiệp thù thắng, bất cứ ở đâu ta đều làm cho họ đầy đủ tám nước công đức ta kiên trì tinh tấn dõng mãnh phương tiện giáo hóa tất cả hữu tình do nhân duyên này khiến ta tinh tấn bà làm mật đa nhanh chóng được viên mãn mau gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề này xá lợi từ các bồ tát này ở nước đói kém cũng không sợ hãi vì sao vì các bồ tát này mặc áo giáp công đức dõng mãnh tinh tấn trang nghiêm thanh tịnh cõi phật phát nguyện thế này khi ta chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề trong cõi phật ta không có những đói kém như vậy các loài hữu tình đầy đủ vui sướng tùy ý cần dùng những gì nghĩ đến có ngay như chư thiên trên trời nghĩ điều gì đều có thứ ấy ta phải phát khởi tâm kiên trì tinh tấn rõ mãnh làm cho các hữu tình phát nguyện đầy đủ tất cả thời gian nơi trốn, tất cả hữu tình đối với tất cả của cải vật dụng giúp cho sự sống không bị thiếu thốn này xá lợi tử các bồ tát này gặp lúc tật dịch cũng không sợ hãi vì sao? vì các bồ tát này thường quan sát kỹ, không có pháp gọi là bệnh, cũng không có pháp có thể gọi là người bệnh, tất cả đều không, không nên sợ hãi. Ta phải siêng năng tu tránh hạnh, để khi chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, các loài hữu tình trong cõi phải ta không có những tai nạn tật dịch, tinh tấn tu hành tránh hạnh thủ thắng này xá lợi tử, các bồ tát này nghĩ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề trải qua thời gian lâu mới được không nên sợ hãi vì sao vì kiếp số đời trước tuy có vô lượng nhưng trong khoảng một niệm nhớ nghĩ phân biệt tích tụ sự thành tựu kiếp số đời sau nên biết cũng như vậy thế nên bồ tát ở trong ấy không nên sanh tưởng lâu mau mà cho rằng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề trải qua thời gian lâu dài mới chứng đắc liền sanh sợ hãi vì sao? Vì kiếp số đời trước, đời sau, dài, ngắn, đều là tâm tương ương với một sát nạ. Thế nên này sát lợi từ, Đại Bồ Tát tuy nghe trải qua lâu dài mới chứng quả vị vô thượng tránh đằng Bồ Đề, nhưng ở trong ấy quan sát chắc chắn kỹ càng không tranh sợ hãi. Này sát lợi từ, các Bồ Tát nào, đối với những sự thấy nghe hiểu biết pháp đáng sợ hãi mà không sanh sợ hãi, nên biết Bồ Tát đó mau chóng chứng sự cầu quả vị vô thượng tránh đằng Bồ Đề, thế nên này giá lợi tử đại bồ tát muốn mau chứng tác sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên theo giáo pháp chân tịnh không của như lai mặc áo giáp công đức tinh tấn tu học đối với tất cả pháp không nên sợ hãi